Kính chào quý vị, chào các đồng chí. Quý vị và các đồng chí thân mến, trong chuyên mục truyền hình An ninh Tuyên Quang hôm nay, phần tin phản ánh một số hoạt động của lực lượng công an Tuyên Quang trong tuần qua. Tiếp đó là phóng sự triển khai thực hiện phân cấp đăng ký xe đến công an cấp cơ sở. Kết thúc là phóng sự cảnh giác trước các thủ đoạn trộm cây cảnh. Sau đây, mời quý vị và các đồng chí theo dõi nội dung chi tiết. Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Yên Sơn tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai xây dựng xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng ngày, đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Tuyên Quang. Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 và được lựa chọn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Qua một năm thực hiện, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã được đẩy mạnh, tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định. Năm 2021 ghi nhận 4 vụ phạm pháp hình sự, giảm 17 vụ bằng 81%. 6 tháng đầu năm 2022 không ghi nhận xảy ra phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật. 18 trên 18 vụ mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân được hòa giải thành công bằng 100%. Người dân trực tiếp được hưởng thụ thành quả cuộc sống an nhàn, tập trung phát triển kinh tế xã hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của xã đạt 55,62 triệu đồng trên người trên năm. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Nhân dân phấn khởi, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế xã hội. Cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc Bộ Công an ghi nhận mô hình 3 tích cực về an ninh trật tự tại xã Thái Bình trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và thông báo rộng rãi trên toàn quốc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương những cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thái Bình đã chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Đánh giá cao Công an Tuyên Quang đã linh hoạt, sáng tạo trong lựa chọn địa bàn, kết hợp hài hòa giữa các nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ công tác trọng tâm của lực lượng công an. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu kép, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền địa phương, trong đó lực lượng công an là nòng cốt, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, huy động cả hệ thống chính trị tham gia phối hợp với lực lượng công an trong triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành. Các ngành, lĩnh vực chủ động tham mưu giải quyết dứt điểm các đơn thư vụ việc và vấn đề nổi cộm trên địa bàn xã, không để tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Chiều cùng ngày, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình làm việc, đồng chí Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo một số kết quả nổi bật cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã luôn đoàn kết, nỗ lực, vượt khó, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp công tác công an, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 98%. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công tác hậu cần kỹ thuật được đảm bảo, các dự án, đề án được triển khai nhanh chóng, đảm bảo tiến độ, quy định về thủ tục, quy trình đầu tư, đáp ứng thực tiễn công tác chiến đấu đặt ra. Xây dựng lực lượng Công an Tuyên Quang trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Vừa qua, Bộ Công an tổ chức tổng kết đợt cao điểm tuyên truyền kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn. Tại điểm cầu Tuyên Quang, đồng chí Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chủ trì hội nghị. Sau một năm triển khai thực hiện, lực lượng chức năng đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra theo kế hoạch, kịp thời phát hiện và hướng dẫn chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh khắc phục các tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, bố trí sắp xếp hàng hóa. Nhiều hộ gia đình đã có ý thức trong việc tự giác thực hiện các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy.
tự đầu tư trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ để chủ động xử lý kịp thời các sự cố cháy xảy ra, góp phần hạn chế sự gia tăng các vụ cháy và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Các đơn vị chức năng công an toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra trên 214.600 hộ gia đình, phát hiện hơn 11.500 tồn tại, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy, xử lý 18 trường hợp vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, xử phạt 4,4 triệu đồng. Tổ chức cho 214.700 hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong thời gian thực hiện đợt cao điểm, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các vụ cháy nổ lớn, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp, có nguy cơ xảy ra cháy nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đăng ký xe ở công an xã rất nhanh và thuận tiện. Đó là chia sẻ của nhiều người dân khi đi làm thủ tục đăng ký xe máy tại địa phương nơi cư trú. Theo ghi nhận của phóng viên An ninh Tuyên Quang, bước vào những ngày đầu triển khai thực hiện đăng ký thủ tục xe ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho người dân tại công an cấp huyện, cấp xã, người dân đã tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí trong quá trình đăng ký sở hữu, sử dụng phương tiện, cũng như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm áp lực cho công an cấp trên. Thực hiện thông tư số 15 ngày 6 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự thực hiện một số công tác nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân và ý kiến của lãnh đạo Bộ Công an về việc thực hiện phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, mô tô từ ngày 21 tháng 5 năm 2022, Công an tỉnh tiến hành phân cấp công tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho Công an cấp huyện và Công an cấp xã. Theo đó, hiện nay công an 6 huyện được đăng ký cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơ móc, semi rơ móc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên. Xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện của các tổ chức cá nhân trên địa bàn mình. Công an thành phố Tuyên Quang và 25 đơn vị công an xã được cấp đăng ký biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện của các tổ chức cá nhân trên địa bàn mình. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh chỉ còn thực hiện đăng ký cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơ móc, semi rơ móc và các loại xe có kết cấu tương tự nêu trên của tổ chức cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại thành phố Tuyên Quang. Thay vì phải di chuyển hơn 50 km để đến Phòng Cảnh sát Giao thông như trước đây để đăng ký cấp biển số xe ô tô, bây giờ, ông Sái Bá Vệ ở thôn Cả, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương chỉ cần di chuyển quãng đường rất ngắn đến trụ sở công an huyện Sơn Dương để đăng ký xe mà không phải chờ đợi nhiều, giảm thiểu chi phí phát sinh. Doanh nghiệp chúng tôi thì cũng đã sử dụng mua đăng ký nhiều xe rồi, nhưng mà rất là may mắn là chúng tôi về thấy công an huyện mà đã trực tiếp để làm cái thủ tục đăng ký xe của tôi. Chúng tôi là rất là tiện lợi. Ở cái chỗ là mọi khi cái ô tô trước thì chúng tôi phải lên phòng công an tỉnh ấy. Đăng ký nó đông quá, mất thành nhiều thời gian. Thứ hai nữa là nộp thuế, nộp trước nhiều cái nó bất tiện. Thế nhưng mà bây giờ về đến huyện như này là chúng tôi làm thủ tục rất là nhanh. Trong ngày đầu thực hiện phân cấp đăng ký cấp biển số xe theo thông tư 15, lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp kiểm tra việc đăng ký cấp biển số xe tại cơ sở. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ những khó khăn cũng như động viên cán bộ chiến sĩ nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là một nhiệm vụ hết sức mới mẻ nên mỗi cán bộ chiến sĩ công an cấp cơ sở đã vừa làm vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn người dân thực hiện các bước đăng ký cấp biển số xe nhanh chóng kịp thời. Trong niềm vui mừng, phấn khởi khi bấm được những biển số xe đầu tiên tại nơi cư trú, người dân đến làm thủ tục đăng ký tại Công an huyện Sơn Dương còn được lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp trao biển số xe và tặng hoa chúc mừng. Việc phân cấp xe về công an các huyện, ô tô về công an cấp huyện và mô tô về công an cấp xã, đây là một cái chủ trương lớn của Bộ. Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với các đơn vị thực hiện trong một cái thời gian ngắn, thì các đơn vị đã phối hợp với nhau rất là tốt, và cái sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công an tỉnh, giám đốc công an tỉnh là để mà tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong cái việc đăng ký, mà trong mà tới đây đã thực hiện là trong cái việc mà cải cách thủ tục hành chính. Thì chúng tôi thì cũng đã tiến hành phối hợp với công an cấp huyện, thành phố là khảo sát các cái điểm đăng ký đạt cái tiêu chuẩn để mà mình đăng ký. Để đạt được những kết quả trên,
Ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức quán triệt triển khai đến các đơn vị công an cấp huyện, cấp xã, chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thiện, nâng cấp, lắp đặt cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm về thực hiện công tác đăng ký xe tại cơ sở, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm giúp cho cán bộ trực tiếp thực hiện công tác đăng ký xe tại cơ sở nắm vững kỹ năng nghiệp vụ, thành thạo quy trình thực hiện đăng ký xe. Đồng thời gấp rút lắp đặt triển khai hệ thống máy móc đường truyền kịp thời. Các điểm đăng ký cấp biển số xe trên địa bàn toàn tỉnh đều được lực lượng công an niêm yết rõ ràng các thủ tục quy trình đăng ký cấp biển số xe để người dân thuận tiện theo dõi và thực hiện nhanh gọn. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, của Công an tỉnh thì Công an huyện chúng tôi ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo đã cử cán bộ đi tập huấn, đồng thời chuẩn bị các cái trang thiết bị cơ sở vật chất để phục vụ cho cái công tác này. Thế và ngay sau đó thì khi tập huấn về thì chúng tôi đã tổ chức triển khai thực hiện ngay, và đến ngày hôm nay thì khẳng định rằng là Công an huyện Sơn Dương đã tổ chức triển khai thực hiện việc đăng ký mô tô, ô tô theo đúng cái chỉ đạo của Bộ Công an và đảm bảo đúng theo quy định. Chúng tôi cam kết là kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2022 tất cả công dân ở trên địa bàn huyện Sơn Dương có thể đến Công an huyện Sơn Dương để thực hiện cái công tác đăng ký mô tô, ô tô theo đúng quy định. Việc triển khai phân cấp đăng ký xe tại công an cấp cơ sở là chủ trương lớn của Bộ Công an nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện, tạo cơ hội cho cán bộ chiến sĩ công an cấp huyện, cấp xã được tiếp xúc với lĩnh vực công tác mới, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần xây dựng lực lượng công an cơ sở chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Chơi cây cảnh là một thú vui tao nhã giúp người chơi có những phút giây thư thái gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, đây cũng là một thú chơi tốn kém cả về thời gian và tiền bạc, bởi có những cây cảnh có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Do có giá trị về vật chất cao nên cây cảnh rất dễ trở thành mục tiêu các đối tượng trộm cắp nhắm đến. Vụ trộm cây cảnh vừa qua tại thôn Tân Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang là một ví dụ điển hình. Đây là những hình ảnh được trích xuất từ camera của người dân ghi lại được vào khoảng 2 giờ 20 phút sáng ngày 23 tháng 2 năm 2022 tại km 5 quốc lộ 2 đường Tuyên Quang Hà Giang thuộc địa phận xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Lợi dụng đêm khuya không có người qua lại, thấy nhà mặt đường có trồng nhiều cây mộc hương, một loại cây cảnh có giá trị tương đối lớn. Hai đối tượng điều khiển xe máy, đeo khẩu trang kín mặt đã thực hiện hành vi trộm cắp. Một đối tượng vào nhổ cây, đối tượng còn lại ngồi trên xe cảnh giới hòng tẩu thoát nếu bị phát hiện. Tuy nhiên, sau vài phút không thể nhổ được cây, các đối tượng đã lên xe bỏ đi. Ngày 5 tháng 3 năm 2022, Công an xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn nhận được tin báo của gia đình anh Đỗ Văn Minh, trú tại thôn Tân Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, về việc bị mất trộm 6 cây mộc hương ta có đường vanh từ 13 đến 23 cm, với tổng giá trị khoảng 80 triệu đồng. Lực lượng công an đã khẩn trương xuống địa bàn, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của bị hại, nhân chứng, rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Mỹ Bằng và các xã lân cận để sàng lọc, nhận diện đối tượng nghi vấn. Nhà đối diện vườn cây của tôi, họ nghe tiếng xe máy đỗ dừng lại đấy 2-3 lần, thì họ tỉnh dậy thì họ gọi điện cho tôi. Đấy, thì khi sau khi tôi chạy sang để tôi kiểm tra vườn cây của tôi thì là thấy họ đang rổ bung vét mất 6 cây của tôi lên. Đấy, thì sau khi tôi nhìn thấy sự việc như thế thì không biết thế nào, tôi gọi điện luôn cho công an xã. Đấy, để thông báo sự việc. Để công an xã thì gọi điện cho công an huyện. Đấy, thì thấy sáng hôm sau thì tiếp nhận đơn trình báo của tôi thì bảo là mất cây, mất tài sản, thì là công an xã, công an huyện vào để đi xác minh luôn. Sau 12 giờ huy động lực lượng, phương tiện tập trung điều tra truy xét, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Sơn đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng trộm cây gồm Trần Văn Thọ, sinh năm 1990 và Trần Văn Sơn, sinh năm 1985, cùng trú tại thôn Cây Thị, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn. Trong đó, Thọ là đối tượng cầm đầu. Quá trình đấu tranh tại cơ quan công an, Thọ khai nhận biết được vườn cây nhà anh Minh có trồng nhiều cây mộc hương, không có biện pháp trồng giữ, bảo quản nên đã nảy sinh ý đồ trộm cắp và rủ Sơn đi cùng. Lợi dụng đêm tối,
cùng với sự chủ quan thiếu cảnh giác của gia đình chủ nhà, các đối tượng dễ dàng nhổ 6 cây mộc hương vận chuyển về nhà của Thọ để trồng. Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Thọ và Trần Văn Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình và tự nguyện giao nộp toàn bộ tang vật liên quan đến vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Thọ và Trần Văn Sơn về hành vi trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra xử lý. Sau khi nhận tin báo của anh Minh thì chúng tôi đã kịp thời báo cáo lãnh đạo công an huyện và chỉ đạo lực lượng tiến hành xuống hiện trường, rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn nổi lên tại địa bàn xã Vĩ Bằng và các địa bàn lân cận, xác định là đối tượng Thọ và đối tượng Sơn đi chiếc xe máy Exciter. Sau khi xác định được đối tượng nghi vấn thì chúng tôi đã tiếp cận nhà của đối tượng Trần Văn Thọ, trồng 6 cây mộc hương và có đặc điểm giống với cây mộc hương của gia đình nhà anh Minh bị mất trộm. Cơ quan điều tra đã tiến hành mời đối tượng Trần Văn Thọ và Trần Văn Sơn đến cơ quan điều tra để làm việc. Tại cơ quan điều tra thì Trần Văn Thọ và Trần Văn Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. Để đẩy lùi trộm cắp tài sản nói chung, trộm cây cảnh nói riêng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo quản tài sản của chính mình. Vụ việc trên cũng là hồi chuông cảnh báo cho các gia đình đã và đang trồng hoặc chơi cây cảnh, đặc biệt là những cây cảnh có giá trị vật chất lớn, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần cùng lực lượng công an giữ vững tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục truyền hình An ninh Tuyên Quang đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục sau. Thân ái chào tạm biệt.